các bạn sinh viên Đại học Quốc gia ơi. How you feeling tonight? Shout out to producer Tín Lê. Hey. Tôi không nhớ rõ nhưng có lẽ đó là một chiều nắng. Không gian tĩnh lặng chỉ có chúng tôi bên con đường vắng. Mọi người cười nói như thể lâu rồi mới rảnh hàn huyên. Nhưng mà sao trông em lạc lõng giữa cảnh đoàn viên. Nỗi buồn xa xăm vẫn thường qua thăm nhưng em giấu sâu đôi mắt. Em thường chìm trong suy nghĩ và giật mình khi lâu lâu tôi nhắc. Và cũng đã lâu kể từ khi em cho mình nở nụ cười tươi. Trò chơi tình ái với em thì khó vì nó luôn phụ người chơi. Lấy lý do đó để có thể cho em một lời khuyên. Em cần một người luôn bên cạnh. Lúc cuộc đời điên nhưng mà em đâu biết rằng hạnh phúc là đánh đổi. Người hoàn hảo nhất còn nỗi đau mà mỗi chúng ta chẳng ai gánh nổi. Đừng buồn vì đã để giọt nước mắt rơi mau. Tình yêu sẽ xô em ngã và em sẽ ngã hơi đau. Nhưng mỗi khi tim nhói lên vì một vết thương đã mang và tưởng lành là khi em nhận ra mình còn sống và được dần trưởng thành. Dưới tan cây có anh ở đây. Dưới tan cây dù bao đổi thay. Vì sau lưng em từng là thế giới không như ngày đó em đã từng mơ. Dưới tan cây có anh đây này. Sau lời đường mật buông gần tai. Bữa tiệc tàn màn đêm dần phai. Lấp đầy gạt tàn trên tầng 2.